xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, lần trước thì Yến có thông báo với cô chú anh chị là mình sẽ chuẩn bị trao những phần quà học bổng cho học sinh nghèo ở dưới vùng quê. Thì đợt trước thì Yến có lên video chia sẻ và mong nhận được sự giúp đỡ của cô chú Mạnh Thường Quân. Thì ngày hôm nay là Yến đã nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi về để giúp đỡ. Thì chuẩn bị là mình sẽ phát khoảng vài ngày nữa, nhưng mà bữa nay là Yến đã coi như mua đồ, sắp xếp đồ hết rồi đó. Bữa nay là bắt đầu là Yến ngồi để vô đồ. Đợt này mình phát là phát ở dưới huyện Trần Đề. Thì đồ Yến cũng đã chở xuống dưới huyện Trần Đề rồi, vài ngày nữa mình mới phát. Nhưng mà hôm nay thì Yến mượn một cái nhà của chị ở trong xóm á, để Yến ngồi Yến gói đồ trước, rồi tới cái ngày đó thì mình sẽ phát luôn, không có bị lưu bu. Dạ bây giờ Yến đang trong cái công tác chuẩn bị nè, thì Yến sẽ nói trước về những cái phần quà cho cô chú anh chị xem. Dạ thì trong cái phần quà của mình á, thì mình sẽ có 10 món là đồ vật, rồi với lại có thêm tiền mặt nữa. Tiền mặt thì có khoảng 200.000 để cho các em học sinh á, là nó có cái tiền để đóng thêm là tiền đồng phục, hoặc là đóng thêm cái tiền bảo hiểm mà nhà trường bắt buộc. Dạ thì bây giờ trước tiên sẽ nói về cái phần quà sơ sơ trước nha, để cho cô chú anh chị được biết. Dạ tới ngày đó Yến sợ lưu bu quá, cho nên bữa nay Yến nói trước. Cái phần quà của mình nó có một cái bọc giống vậy nè, một cái bọc gì ở trong đây những gì thì chút nữa Yến sẽ nói. Dạ một cái bọc này, một cái ba lô. Ba lô thì ở đây mình có hai loại, mấy cái loại màu này nè, đủ màu này, là nam với nữ. Dạ Yến lấy một cái cho cô chú anh chị xem. Nữ đây, nữ thì sẽ có đủ màu. Cái bao này là ba lô không đó. Dạ còn nam á thì chủ yếu là chỉ có cái màu đen thôi. Đây cái màu đen giống vậy nè, chỉ có màu đen thôi. À, màu đen. Dạ ở dưới đây là cũng có. Thì đợt này á là nãy quên nói là mình có tổng cộng nhận được 107 phần quà. 107 phần quà thì trong đó là có 50 em là nữ, 57 em là nam. Dạ thì Yến cũng xin thay mặt cho các em học sinh nghèo ở dưới huyện Trần Đề xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã gửi giúp đỡ. Hôm nay thì Yến chỉ nói sơ về cái phần đồ thôi, còn về giá tiền thì tới ngày hôm đó Yến sẽ công bố gõ gàng luôn để cho cô chú anh chị được biết. Bữa nay là Yến muốn chia sẻ một chút xíu về những cái phần quà mà Yến đã đi mua và chuẩn bị. Dạ coi như là mình có cái gói quà này đó, gói quà này, một cái ba lô với lại thêm 200.000 tiền mặt đó, là cái đó là cái phần quà của mình nha. Trong cái bọc này thì bao gồm những gì thì Yến cũng xin nói luôn nha. Ở trong bọc đồ mình sẽ có 9 món nha. Mình có một cái bảng này, một cái bảng để cho em học sinh viết bảng trong lớp đó. Dạ đây một cái bảng, một cái bảng xanh. 10 cuốn tập. Dạ 10 cuốn tập thì tập như thế này đây, 10 cuốn. Ở đây Yến có rất là nhiều thùng, 107 phần. Lúc đầu thì 100 phần, nhưng mà sau đó nhận được thêm thì là ra 107 phần. Dạ, cho nên là mình sẽ có 7 phần lẻ nữa. Dạ, mà đây 10 cuốn tập thì nó sẽ gói sẵn như vậy đây. Tập thì Yến mua tập thì lúc nào cũng mua thêm giấy bao để cho các em bao tập lại cho nó sạch sẽ. Và cái loại giấy bao này á là mình có giấy bao kiến nè, là nó luôn bao gồm kiến, giấy bao giấy, và ở trong là có nhãn để đề tên luôn. Để cho phân biệt cái tập của em á, nhãn này là bao gồm mình đề tên trường lớp, tên rồi tập gì đó, thì trong cái giấy nhãn này là để như vậy. Một sách như vậy thì cũng có 10 tờ để cho bao 10 cuốn tập này của các em lại. Và mình có một cái hộp đựng bút, đây hộp đựng bút như vậy đây. Con gái với con trai thì nó có màu hồng với lại màu xanh, phân biệt giữa con gái với con trai. Giống như ba lô vậy đó, có màu với có màu phân biệt nha. Rồi mình có thêm một cái hộp tô màu, đây hộp tô màu đó. Hộp nào thì tô màu thì nó giống nhau thôi cô chú anh chị. Đây em cũng mở thử cho cô chú anh chị xem nha. Trong đây thì nó có là 18 cái màu cho các em học. Ở ngoài đây có chỗ để tên trường, tên lớp luôn nè, để vô lớp mình có thể ghi tên vô nó không phân biệt được. Đây là màu. Rồi mình có một cái bộ thước, ở trong đây thì có đủ cái loại thước, 4 cây thước, 4 loại thước ở trong đây. Một cái bị thiếp. Và viết thì mình viết mực thì sẽ có 3 cây, là một phần quà đó, là 3 cây viết như vậy. Và mình có thêm cái này bên đây. Bên đây là cái viết chì. Trong cái bọc này thì mình sẽ có 2 cây viết chì, một cái đồ để chuốt viết chì, và một cái cục gom. Cục gom miếng mua cũng hơi to để mình xài được lâu cả năm nha.
Thì bây giờ Yến đang chuẩn bị. À và còn thêm một thứ nữa Yến quên nói. À, đợt này thì mình có thêm cái bình đựng nước. Đây, bình đựng nước. Dạ. Bình đựng nước để cho các em đi uống nước đó, là đi học có mang theo nước đó. Ở trong đây cái bình nước này nó có cái dây nè. Cái dây này có thể đeo một bên ở bên ba lô của các em cũng được. Đây, học sinh tiểu học thì mấy em còn rất là nhỏ cho nên Yến mua cái bình này nó cũng nhỏ thôi. Là vừa tròn một phần quà là Yến tính ra là coi như Yến mua đồ là Yến tính là tròn một phần quà là 500 ngàn luôn đó cô chú anh chị. Dạ. À, chút nữa à, để tới hôm mà Yến phát quà Yến sẽ nói rõ về cái phần tiền. Tại hôm nay thì lu bu quá cho nên là Yến chưa có báo rõ từng cái cho cô chú anh chị được biết. Dạ. À, thì cái phần quà của mình là bao gồm như vậy đó. Để. Và hồi Yến cũng có mua những cái bọc như vậy để đựng quà, để gói quà. Thì Yến mua rất là nhiều bọc, Yến mua tới 3 kg bọc lần. Bọc này thì rất là dày để mình đựng quà vô lúc mà mình trao cho nó dễ. Và Yến mua thêm bao thư khi mà trao tiền, thì đợt này là trao cho các em học sinh cho nên là mình không có trao bằng tiền mà mình sẽ trao vô trong bao thư cho mấy em. Nha. À, bây giờ thì Yến sẽ chuẩn bị trước vô những cái phần quà vô bọc như vậy, để tới đó thì mình sắp xếp các cái bọc quà phát cho nó dễ dàng hơn đó cô chú anh chị. Nha. Đó, bây giờ vô trước như vậy thôi, còn ba lô thì tới đó Yến sẽ trao riêng cùng với tiền mặt trao riêng. Cái bình nước Yến cũng bỏ vô trong cái bọc này luôn. Nha, bình nước bỏ vô bọc này luôn. Trong đây là có đủ hết luôn đó. Nha. Nãy Yến quên nói cái phần bình nước này nè. Dạ, cái bình nước này thì mình mua là khi mà Yến vô chợ Yến mua lẻ thì một cái là tới 20 ngàn một cái lận. Nhưng mà mình mua cái số lượng nhiều thì người ta bớt cho mình. Rồi một cái bình nước như vậy thì chỉ có 13 ngàn một cái thôi. Dạ. Bình nước này cũng rất là chất lượng nha cô chú anh chị. Người ta đóng gói rất là đẹp và cái này là cũng có cái thương hiệu đàng hoàng luôn. Dạ. Đó. Có dây treo rồi có bọc đồ đàng hoàng, có nắp đậy, có nắp nhỏ, nắp bự luôn. Dạ. Học sinh tiểu học thì ý nghĩ là cái bình này nó vừa mà nó 300 ml nha. Chút nữa thì bây giờ thì Yến là chú để sắp xếp, thì chút nữa sẽ có mấy chị lại tiếp Yến nữa, chứ 107 phần này một mình Yến vô thì vô rất là lâu, mất thời gian lắm không có nổi. Chút nữa có nhiều chị là sẽ lại tiếp Yến. Dạ, mấy chị trong xóm á. Yến cũng xin thay mặt cho các em học sinh xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho các em học sinh có những cái phần quà rất là ý nghĩa để cho các em vào năm học mới có thể tiếp tục đến trường. Lúc đầu thì Yến kêu gọi xin giúp đỡ thì Yến lúc đó Yến có báo là sẽ xin cho học sinh trung học là từ lớp 6 tới lớp 9, nhưng mà đợt đó thì mình xin chỉ khoảng 30 mấy phần là trung học thôi, còn lại là tiểu học. Nhưng mà do là khi mà lúc đầu Yến nhận được phần giúp đỡ thì lần đầu Hiển nhận được chỉ có 10 mấy phần thôi, và sau này 10 mấy phần thôi cho nên là không có đủ. Rồi tới hôm nay thì Yến đã nhận được rất là nhiều cho. Nhưng mà cái phần trung học đó thì Yến được biết là các em đã có nhà Mạnh Thường Quân khác thì đã giúp đỡ rồi, cho nên là đợt này mình chỉ giúp cho các em ở tiểu học thôi. Dạ, nhưng mà học sinh tiểu học này là cũng ở nhiều trường, nhiều địa điểm của huyện này chứ không phải là của một cái trường. Dạ. Và các em học sinh đều nghèo và khó khăn ở dưới vùng quê hết. Thì còn khoảng vài ngày nữa là khoát rồi. Mà thì bữa nay là Yến chuẩn bị trước, với lại mình cũng làm phiếu đồ đàng hoàng, gõ gàng cho có danh sách đàng hoàng. Nha. Bây giờ Yến sẽ bắt đầu sắp xếp để mình phát quà nha cô chú anh chị. Ba lô này là cô chú anh chị thấy rất là đẹp nè, có rất là nhiều màu cho các bạn gái, cho em gái. Đây, màu hồng, màu tím nè. Nha. Màu đỏ nè. Màu vàng nè. Đó. Rồi còn màu xanh nữa. Đây, màu xanh là cái này đây. Đó. Mấy bé gái chắc là sẽ rất là thích. Bé trai thì chỉ có một màu đen thôi. Cặp da thì nó cũng một giá, một là 120 ngàn. Yeah. Làm mấy cái này rất là vui luôn chú anh chị. Làm chút nó cũng không có nặng nhưng mà nó rất là vui. Chỉ hơi mất thời gian một chút thôi. Yeah. Thank you.
Dạ kính thưa cô chú anh chị, giờ thì Yến đã vô xong những cái phần quà rồi. Nãy giờ là rất là nhiều, 4-5 chị là lại tiếp để vô những phần quà. Đây những cái phần quà của mình đầy đủ là như vậy, giống như nãy Yến nói vậy đó. Yến đã vô sẵn và đóng cái thùng này, thì tới cái bữa sau thì Yến sẽ chở tới cái địa điểm. Địa điểm thì cũng gần đây thôi, nhưng mà mình phải chở xuống Trần Đề này trước để cho bữa đó là không có bị lu bu. Còn khoảng vài ngày nữa phát, tới khi phát thì Yến cũng sẽ quay video cho cô chú anh chị xem, và Yến cũng sẽ công bố về cái những cái số tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ, cũng như là từng cái món quà mình mua bao nhiêu tiền, Yến cũng sẽ công bố rõ ràng trong ngày hôm đó luôn. Dạ. Bên đây là cặp da, ba lô Yến cũng đã vô bao sẵn rồi, tới đó thì mình chỉ cần lấy ra thôi. Cô chú anh chị thấy rất là gọn, rất là nhiều. Mượn nhà của một cái chị ở trong xóm để mà mình nhờ để đỡ, tới ngày hôm đó thì mình sẽ vận chuyển đi. Một lần nữa Yến cũng xin thay mặt cho các em học sinh nghèo ở dưới vùng quê xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho các em học sinh 107 phần quà, mỗi phần quà là 500.000. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Tới ngày hôm đó mình sẽ gặp lại các em học sinh và xem những phần quà này nha cô chú anh chị. Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.